Hay cá cặp về đậu mang cùng với cái quần Mỹ Lem bận á, thử cho đậu mặc combo đó đi. Ý bà là cái quần này phối với cái tập về này, nhưng mà làn đậu bận. Thôi kỳ lắm bà, không được. Làm gì người ta đánh giá đậu dữ lắm. Người ta đánh giá nó rồi nó giận tôi. Thôi nói chứ cái gì cái này không được, thiệt nó thiệt. Kỳ dữ lắm, cái này không có được, không có phối được kỳ. Làm gì mang tiếng dữ lắm bà, không có được. Cái gì vậy bà nội? Không có được. Cái gì vậy? Kỳ quá thật sự luôn, không có làm được bà ơi, thiệt. Ngại dữ lắm, tôi không có tham gia vô vụ này đâu nha. Bữa má nào nó bận cái này nhìn nó giống Hồng Hài Nhi, cái giờ tôi không thể nào nhìn nó bình thường được rồi đó. Có Hồng Hài Nhi nào mà xong cái chân mày cỡ đó không? Ra cho tao coi full outfit coi, nằm đây làm gì biết. Bả ngại mọi người ơi, bả ngại. Trời ơi, có gì đâu mà ngại chứ nội. Đẹp mà, đây ra con bước ra cho mọi người coi coi. Má nào comment phối bộ này cho nó về chịu trách nhiệm đi. Chứ tôi nhìn nó nãy giờ là tôi cũng nhức mắt lắm rồi đó. Rồi nhỏ cũng ngại, nhỏ không dám xuất hiện luôn rồi kìa. Mày chê tao là xấu, tao chấp nhận tao xấu, tao không đẹp. Nhưng với mày như thế nào mới là đẹp hả mày? Như thế nào mới được gọi là đẹp? Thật sự mà nói đi, rất là nhức mắt luôn á. Kỳ lắm, kỳ luôn á. Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt nét môi khi buồn. Hình dung anh từ lâu trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao em vẫn chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài. Cuối con đường nắng lên chờ anh đến. Cái thằng mập vàng ở phía sau là cha của thằng cháu đỏ đó mọi người. Mọi người có thấy ánh mắt nó nhìn thằng đậu rất là quan ngại không? Nó giống như tất cả ánh mắt của tụi mình đang nhìn thằng đậu vậy đó. Vô cùng là quan ngại, vô cùng là mắc cỡ vậy. Tao nói thiệt với mày, chơi mày ha, chơi với mày trong cái thời gian qua tao rất là hối hận. Tao rất là hối hận vô cùng luôn. Tao nói thiệt với mày, tao chơi với mày ha, tao thấy tao nhục nhã cho cái lương tâm của tao. Trời đất ơi. Trời ơi, mày giết rồi mày không ai mà chơi với mày luôn á. Mày giết rồi bây giờ mày không có bạn bè gì hết trơn á. Trời ơi, giết rồi chơi mà không có bạn bè người ta cười chết. Tại vì mình biết sao không? Mình sao người ta mới không chơi với mình. Thôi nè, thôi để phá tan bầu không khí cho bằng một cây súp gạch ống nè. Bang. Quậy đi cho tao nha, hai cho con. Ăn chung cây có gì đâu. Cái thằng mập đó nó cứ liếc rồi nó nhá thằng đậu hoài. Nhìn nó hơi khùng khùng vậy thôi chứ nó con mày đó. Cái thái độ của thằng mập nó rất là không hài lòng với thằng đậu luôn á. Đúng là nếu như bạn không mắc cỡ thì người ngồi kế bên sẽ mắc cỡ. Trời trời, nó làm gì trời? Làm gì nhìn khó coi quá vậy?